ngày 7 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Tuyên Hóa phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình tổ chức tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022. Tham gia tập huấn có thành viên Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã, cán bộ công chức văn hóa xã hội của 19 trên 19 xã thị trấn. Tại buổi tập huấn, đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã truyền đạt một số nội dung liên quan đến kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 và xác định hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Quyết định quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025. Nghị định quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Thông tư hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025. Thông qua tập huấn, giúp Ban chỉ đạo giảm nghèo các cấp và điều tra viên nắm vững được quy trình, phương pháp điều tra, rà soát, làm cơ sở đánh giá đúng thực trạng hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025. Từ đó làm căn cứ thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo của cả xã thị trấn trên địa bàn toàn huyện.